Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết tập đọc ngày hôm nay. Ngày hôm nay cô và trò chúng mình cùng nhau đến bài Sự tích lễ hội chữ đồng tử. Bây giờ thì các bạn hãy lắng nghe cô đọc và quan sát xem bài ngày hôm nay của chúng ta gồm có bao nhiêu đoạn nhé. Sự tích lễ hội chữ đồng tử. Đời Hùng Vương thứ 18 ở làng Chữ Xá bên sông Hồng có một chàng trai tên là Chữ Đồng Tử. Nhà nghèo, mẹ mất sớm, hai cha con chàng chỉ có một chiếc hố mặc chung. Khi cha mất, chàng thương cha nên đã quấn hố chôn cha, còn mình đành ở không. Một hôm, đang mò cá dưới sông, chàng thấy một chiếc thuyền lớn và sang trọng tiến dần đến. Đó là thuyền của công chúa Tiên Dung, con gái vua Hùng, đang du ngoạn. Chàng hoảng hốt chạy tới khóm lau thưa trên bãi, nằm xuống, bới cát phủ lên mình để ẩn trốn. Nào ngờ công chúa thấy cảnh đẹp, ra lệnh cấm thuyền, lên bãi dạo rồi cho vây màn ở khóm lau mà tắm. Nước dội làm trôi cát đi, để lộ một chàng trai khỏe mạnh. Công chúa rất đỗi bàng hoàng, nhưng khi biết rõ tình cảnh nhà chàng, nàng rất cảm động và cho là duyên trời sắp đặt, liền mở tiệc ăn mừng và kết duyên với chàng. Sau đó, vợ chồng Chữ Đồng Tử không về kinh mà tìm thầy học đạo và đi khắp nơi truyền cho dân cách trồng lúa, nuôi tầm, dệt vải. Cuối cùng cả hai đều hóa lên trời. Sau khi đã về trời, Chữ Đồng Tử cần nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc. Nhân dân vì nhớ công ơn Chữ Đồng Tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hàng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ mở hội để tưởng nhớ ông theo hoàng lê. Vừa rồi thì cô đã đọc cho các bạn nghe và chúng ta quan sát thấy thì bài này của chúng ta gồm có 4 đoạn. Tiếp theo chúng ta sẽ luyện đọc những từ khó có trong bài. Đầu tiên các bạn hãy đọc theo cô nhé. Lễ hội. Lễ hội. Chữ đồng tử. Chữ đồng tử. Quấn khố. Quấn khố. Hoảng hốt. Hoảng hốt. Ẩn trốn. Ẩn trốn. Bàng hoàng. Bàng hoàng. Tình cảnh. Tình cảnh. Hiển linh. Hiển linh. Nào chúng ta cùng đọc lại tất cả từ. Lễ hội. Chữ đồng tử. Quấn khố. Hoảng hốt. Ẩn trốn. Bàng hoàng. Tình cảnh. Hiển linh. Tiếp theo thì chúng ta đến với phần giải nghĩa từ. Đầu tiên chữ xá. Chữ xá là tên một làng nay thuộc xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Du ngoạn. Du ngoạn có nghĩa là đi chơi ngắm cảnh các nơi. Bàng hoàng. Bàng hoàng có nghĩa là gì nào? Bàng hoàng là sững sờ, không ngờ tới. Ví dụ như cô có một câu đặt với từ bàng hoàng. Tôi bàng hoàng trước tin sét đánh đó. Duyên trời. Duyên trời có nghĩa là chuyện may mắn, hạnh phúc. Hóa lên trời có nghĩa là không chết mà trở thành thánh hoặc là tiên trên trời. Hiển linh có nghĩa là thần thánh hiện lên giúp người. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau giải nghĩa từ và luyện đọc từ khó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc câu, luyện đọc đoạn. Các em hãy quan sát xem trong bài này chúng ta còn luyện đọc những câu, những đoạn nào nào. À, trên màn hình cô có một đoạn. Các em hãy quan sát và nhớ là những từ mà cô in màu khác nhau. Thì các em nhớ đọc nhấn giọng để thể hiện rõ tình cảm cảm xúc của mình. Và cắt nghỉ hơi cho đúng ở những dấu phẩy, dấu chấm. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe đoạn này một lần. Nhà nghèo, cha mất sớm, hai cha con chàng chỉ có một chiếc hố mặc chung. Khi cha mất, chàng thương cha nên đã quấn hố chuồng cha, còn mình đành ở không. Các em đã lắng nghe cô đọc một lần rồi, các em hãy luyện đọc đoạn này nhé. Tiếp theo, cô có một câu tương tự thì các em hãy chú ý. Từ in đậm chúng ta sẽ đọc nhấn giọng và ngắt nghỉ hơi ở các dấu phẩy, dấu chấm. Bây giờ cô sẽ đọc cho các em nghe nhé. Chàng hốt hoảng chạy tới khóm lau thưa trên bãi, nằm xuống, bới cát phủ lên mình để ẩn trốn.
Ở nhà thì các em nên luyện đọc lại bài này nhiều lần, sau đó thì các em hãy tìm hiểu bài qua bộ câu hỏi bên dưới bài và phản hồi lại cho cô biết. Cô rất mong phản hồi từ các bạn. Bây giờ thì